Rồi em Việt chào quý anh chị nha. Đây là toàn bộ 10 lô. Hiện tại em đã ra sổ rồi và đang chào bán. Thì trong 10 lô này thì lô số 10 hai mặt tiền. Đây, sau này em sẽ đổ cái đường bê tông ở đây kéo dài khoảng hơn 120 m xuống dưới suối lần sau. Thì lô số 10 thì đã bán cho khách rồi và lô 6 cũng đã bán rồi. Lô số 10, số 6 đã bán rồi anh chị. Cái đây là cái đường bê tông đường nhà nước, đường liên xã. Bề ngang là 4 m. Từ đây thì chúng ta đi khoảng gần 10 phút chúng ta sẽ ra trung tâm xã Đức Sinh. Lát nữa thì em sẽ quay cái trung tâm xã rất là đông, đầy đủ dịch vụ cho anh chị. Và cái bề ngang mỗi lô như vậy thì từ 10,5 cho tới gần 12 mét. Dạ, em cũng không nhớ chính xác nhưng mà có cái bản vẽ trên sổ đã hiện đầy đủ về chiều ngang và chiều dài rồi. Anh chị mình quan tâm thì mình liên lạc của em Việt theo số điện thoại là 0906 05 7901. Dạ, kết bạn Zalo cũng được. Em sẽ gửi thêm cái định vị và sổ sách đầy đủ cho anh chị nha. Đó, từ cái cọc này màu đỏ đó tới cái cọc này là một lô. Đấy, là lô số 10. Lô này thì em đã bán rồi anh chị. Đó, lô số 9 là từ cọc này cho tới cái cọc này. Đó, và kéo dài như vậy là lô số 1 nằm cuối cùng ở dưới kia. Thì mỗi lô như vậy thì em sẽ lên cho chúng ta là 200 mét thổ cư nha anh chị. Đó, chúng ta có thể làm nhà, nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Cuối tuần chúng ta về. Dạ, cái đường ra cao tốc thì nó nằm hướng bên những cái trụ điện đó, trụ điện cao thế này, chúng ta thấy không? Đó là cái hướng ra quy hoạch của tỉnh. Có đường cao tốc Bình Phước Đắk Nông sẽ có một lối ra ngay xã Đắk Sinh, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông là ở hướng đó. Thì từ đây mình ra trung tâm xã thì cũng khá là nhanh, đầy đủ các tiện ích. Dạ, cái nhu cầu ở đây thì chúng ta làm cái mái nhà thứ hai, làm cái nơi nghỉ dưỡng. Hoặc là chúng ta muốn đầu tư thì chúng ta phải cần thời gian. 1-2 năm thì nó mới có một cái câu chuyện khác được. Còn chúng ta muốn đầu tư lướt sóng thì cái phân khúc này nó không phù hợp cho chúng ta. Tất cả em đã ra sổ rồi quý anh chị nhé. Rồi quý anh chị mình có quan tâm thì liên hệ em Việt, số điện thoại 0906 05 7901. Rồi em chào quý anh chị. Em chào quý anh chị. Đây là trung tâm hành chính mới của xã Đắk Sinh. Thì người ta xây xong đây, người ta sẽ dời ra nha anh chị. Từ đây vào vị trí đất của mình thì tầm 5 phút đi xe thôi. Đi ra tiếp tục để chúng ta đi ra ngoài trung tâm của xã Đắk Sinh. Ở đây thì các tuyến đường đều chúng ta đều ra được quốc lộ 14 và đều ra được đây là trung tâm xã anh chị. À, bên phải bên đây là ủy ban cũ này, ủy ban các đơn vị chính cũ thì nằm bên phải đây. Từ khu đất mình đi ra đây thì 10 phút, không đến 10 phút đi xe máy. Chợ thì nó đầy đủ các tiện ích, chợ, cây xăng, trường học, bệnh viện. Từ đây thì tới thác 5 tầng thì cũng 10 phút đi xe thôi. Và từ khu đất của chúng ta ra ngoài đây thì tầm 4 cây số anh chị. Bây giờ anh sẽ rẽ phải lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào khu hồ. Khu hồ thì em có khu đất đang bán, hiện tại giờ thì em bán cũng hết rồi, chỉ còn vài lô thôi. Em sẽ đợi ra sổ rồi sẽ báo cho chủ nghị giá mới. À, đường bên phải mình đây là chúng ta đi ra lại quốc lộ 14 này. À, đi ra ngoài cái ngã ba mà giáp ranh với Bình Phước á. Đây là bưu điện bên phải đây. Từ đây đi ra ngoài quốc lộ 14 thì 19 cây số anh chị, 20 cây đi, chúng ta cho 20 cây đi. Bên xã cũ, địa bàn. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại nha. Đường bên phải đây mình đi vô thác 5 tầng nha. Cái phong tầng rất là gần thôi, vài cây số thôi. Đây chợ đây. Đó, rất là đông đúc luôn. Thì khu vực này thì thành phố Hồ Chí Minh thì mình lên thì khoảng tầm là 210 cây số, đúng 210 cây số anh chị. Từ đây thì mình có thể đi thẳng lên khu du lịch Tà Đùng luôn, khoảng tầm là 60 cây số. Thì sau này nó sẽ mở một con đường thẳng từ xã Đắk Sinh này để mà đi qua Bảo Lộc. Hiện tại bây giờ thì mình muốn qua Bảo Lộc thì mình phải đi hướng Tà Đùng, quốc lộ 28. Khi mà có con đường đi thẳng từ Đắk Sinh này qua Bảo Lộc thì
bên em sẽ cập nhật cho anh quý chị sau. Bây giờ em sẽ dẫn quý chị mình đi vào khu đất ngay bờ hồ nha. Một vị trí rất là đẹp, có thể nói là đẹp nhất ngay xã này, sông nước của tỉnh.